Diên Minh Diên được xây dựng từ năm 1709, mất hơn 150 năm mới hoàn thành. Đó là một cung điện uy nghiêm trên thế giới. Các nhà khảo cổ gọi nó là khu vườn của những khu vườn. Cung điện Hải Yên là tòa nhà lớn nhất phía Tây. Nó có tượng của 12 con giáp, nước được phun lên một cách tôn nghiêm vào mỗi trưa. Các nước đế quốc bắt đầu xâm chiến vào tháng 7 1860. Đại vương của triều đình bị đánh tan. Ngày 6 tháng 10 năm 1860, những kẻ xâm lược càn quét vào Diên Minh Viên, tất cả báo vật bao gồm tượng đồng 12 con giáp bị cướp hoặc bị đốt. Ngọn lửa thiêu cháy suốt 3 ngày đêm. Kỳ quan kiến trúc 150 năm bị chôn vùi vào lòng đất. 1, 2, 3. Lần thứ nhất, lần thứ hai đã bán. Tiếp theo là một chiếc hộp chứa 24 tỉnh rượu Mao Đài được bảo quản nguyên vẹn, bị bỏ quên trong hầm rượu 55 năm. Rượu Mao Đài có giá khởi điểm là 2 triệu euro, một lần ra giá là 100.000 euro. Thưa quý ông, quý bà, chỉ có 4 con tem trên thế giới. Đây là ngài đại sứ Trung Quốc. Hân hạnh được gặp ngài. Thật xin lỗi vì sự chậm trễ. Chính tôi mới là người cần sự thứ lỗi của ngài. Nhìn góc cạnh này xem, bao nhiêu năm trôi qua, cũng vì chiến tranh, tổ tiên của chúng tôi mang về nhiều thứ không thuộc về họ. Và mỗi lần tôi nhìn chiếc tượng đồng, tôi cảm thấy tội lỗi. Nó là một phần di sản của nhân loại. Nó không nên thuộc sở hữu của một cá nhân nào. Đó là lý do tại sao tôi muốn hiến tặng cho Bảo tàng Trung Hoa. Thưa ngài, theo tôi nghĩ, nếu mọi người đều nghĩ như ngài, thì thế giới này sẽ hòa bình hơn. Tôi chúc các ngài thành công trong việc thu hồi những chiếc tượng đồng. 8,8 triệu đã bán. 7 triệu đã bán. Xin chúc mừng ngài Bergen, tập đoàn Ami đã sở hữu 4 con tem quý nhất trên thế giới. Cô nhầm rồi, không phải 4. Bây giờ chỉ còn một cái trên thế giới. Giá cổ phiếu đã tăng gấp 3 chỉ qua một đêm. Đó là ý kiến của cha. Thật là thiên tài. Các bạn muốn một vật vô giá, tôi sẽ tạo ra cho các bạn. Tiếp theo là Percy gọi đến hỏi về bức quả ánh trăng. Hỏi gì chứ? Họ không cần biết. Mua đó về như chúng ta vẫn làm để nó tăng giá lên. Vì những thứ giả tạo có xu hướng trở nên thật hơn mỗi khi chúng ta mua bán vài lần. Tiếp theo, chiếc tượng thứ năm khá tốt, nó làm chúng ta ngạc nhiên. Những kỳ đấu giá gần đây đa phần là thương dân. Họ yêu đất nước của họ. Đó là lý do họ làm tất cả những di sản của quốc gia. Đồng yêu nước của họ đem đến cho chúng ta lợi nhuận, thiên tài. Những chiếc tượng đồng, giá bán của cái sau cao hơn cái trước. Làm sao để tìm được chúng đi? Tên hả? Hãy cho tôi có tên đi. Hãy tìm Virtue. Nên tìm một người bản xứ. Thế JC thì sao? Anh ta thậm chí còn chưa tìm được bức hoa hồng. Bức hoa hồng hả? Đừng lo gì bức hoa hồng. Ông đã giúp JC, nếu có thể tìm ra tất cả những tượng đồng còn lại, tôi sẽ trả cho anh ta hậu hĩnh. Chỉ cần giá cả hợp lý, JC sẽ cho ông bất cứ thứ gì. Vậy ông nói với anh ta 1 triệu euro cho một tượng đồng. Và nếu anh ta có thể tìm được tượng đồng đầu rồng thì sẽ cho thêm một số đồng. Thiên tài. Đây, xe của cô không được qua đi. Em muốn đi toilet. Em ấy còn quá. Làm ơn đi. Lấy đi. Cảm ơn nha. Đi, cha ơi. Tuyệt quá. Cha biết không, sắp đâm rồng mà. Đi tán gái đi.
Nhiệm vụ tìm Jesse giao cho ông. Không vấn đề gì, để tôi tìm cho. Đúng rồi, giờ anh ta ở đâu? Chắc vợ anh ấy đang đi nghỉ. Đã xảy ra chuyện gì thế? Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại như vậy hả? Chúng tôi phát hiện có người xông vào. Xin hãy đề cao cảnh giác. Là gì vậy? Có người xông vào rồi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Chặn hắn lại. Đứng lại. Đứng không được rồi bắn. Bắn lấy hắn đi. Có kẻ đột nhập phòng tỏ tất cả. Chìa khóa đâu? Bắn lấy hắn. Phía đây. Hãy đi cầm xe tiền. Bắt hắn đi. Hắn ở đây. Còn trên đường xe chúng ta sao? Tôi chỉ có thể thấy xe chúng ta, không thấy thứ gì khác. Hắn đâu rồi? Anh không chạy được hắn sao? Đã như vậy? Làm cái gì thế? Hắn kia kìa. Cây bồng của tôi. Đổ xuống đi. Alo, DC, tôi là Tông Thắng đi. Đã tìm được bước qua hồng chưa? Tôi đang đi nghỉ. Tôi có dự lập ăn mới cho anh đi. Anh có hứng thú không? Đổi giá cả xem nào. Đầu tượng đồng của 12 con giáp dùng viên binh.
Giáo sư Quang, như đây là Ngài Martin của Kinh Địa Lý Quốc gia, như đây là Giáo sư Quang. Chào giáo sư, xin chào. Kinh Địa Lý Quốc gia của các anh là kênh truyền thông đáng tin cậy. Công việc của chúng tôi cần rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè, đặc biệt là cần sự ủng hộ của kênh truyền thông đáng tin cậy như các anh đó. Lần này chuyên đề của chúng tôi có liên quan đến 12 con giáp của Diệm Viên Minh. Ngài là chuyên gia về lĩnh vực này, nên tôi đặc biệt tới để thỉnh giáo Ngài. Kim tự tháp của Ai Cập, đền thờ Bathurst của Hy Lạp, đền Angkor Wat của Campuchia đều giống như giường Diên Minh của Trung Quốc, đều có vô số cổ vật quý báu bị cướp bóc phá hoại đem đi bán. Chào giáo sư, chào các bạn. Đó là các sinh viên Trung Quốc, Anh, Mỹ, Pháp, Nhật. Bọn họ làm việc ở đây được mấy năm rồi, để những cổ vật quý báu bị thất lạc trở về Trung Quốc cần sự nỗ lực cùng nhau của mọi người để làm nên một kỳ tích, có lúc cần tới vài trăm năm. Nhưng để phá hoại nó chỉ cần một quả bơm, một mồi lửa. Chúng tôi đã tiến hành một nghiên cứu vô cùng quy mô, tạo ra các sản phẩm phục chế gần như nguyên bản. Anh chính là phóng viên đầu tiên được nhìn thấy chúng. Không được chụp ảnh. Xin lỗi. Có 5 tượng bị bán đấu giá rồi. Thế những tượng khác đâu? Có nhiều ý kiến về tâm thích của những tượng đó. Một học sinh của tôi ở Paris, cô ấy cũng là chuyên gia về giám định đồ cổ. Cô ấy đã từng tham gia giám định 2 đầu tượng đồng bị bán đấu giá. 2 tượng đâu? Đầu thỏ và đầu chuột đi. Có thể cho tôi cách thức liên lạc với cô ấy không? Giờ tôi sẽ liên hệ với cô ấy cho anh đi. Cảm ơn. Tôi có thể sờ một chút được không? Sờ thì được. Cảm ơn. Không cần nghiêm túc thế đâu. Đền thế mà. Có rồi. Tượng đầu chuột đã xong rồi. Nó sẽ có giá trị phải không? Còn phụ thuộc anh nghĩ thế nào về giá trị nữa chứ. Chỉ cần 10 euro anh có thể có cả 2 tượng. Đây là tài liệu của anh đi. Chào mừng tới Paris. Chúng ta tới đây vì hòa bình. Hòa bình trong trái tim bạn. Hòa bình, hòa bình. Mọi người hiểu chưa? Chúng ta cần phản đối trong hòa bình. Anh khẳng định chính là đây chứ? Đúng rồi. Thế anh đợi tôi nhé. Paris. Cái gì? Anh được có phải không? Là cỡ của em đó hay là không phải cỡ của em? Nếu không phải cỡ của em thì người bán hàng đưa nhầm rồi. Anh cút đi. Giờ chúng ta hết phim rồi. Giờ chúng ta hết phim rồi. Không, không thể kết thúc được. Anh yêu em mà. Yêu à? Yêu cái đầu của anh đó. Thôi được rồi. Nếu đã vậy thì trả chìa khóa đi. Anh là ai hả? Anh là ai? Giáo sư Quang bảo tôi tới. Đợi chút đã. Là ai vậy? Bạn trai mới của cô sao? Phải. Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi. Không có gì đâu, anh có chìa khóa chứ. Cô ấy nói gì chúng tôi kết thúc rồi. Tôi chỉ muốn lấy chìa khóa của mình thôi. Để tôi có thể đưa cho bạn gái mới. Xin lỗi nhé, tôi đã trượt rồi. Chúng ta đi thôi, bao lên. Anh chính là Thượng quan Mã Đinh phải không? Đúng đúng. Nhưng trong tài liệu của tôi đoán rằng Thượng quan Mã Đinh đã qua đời mấy năm trước rồi bà. Đó là anh họ của tôi là Martin Thượng quan. Vậy sao? Anh theo tôi nào. Nào các bạn, đây là Martin, đến từ kênh National. Anh ấy đến đây để làm một chuyên đề về những đầu tượng đồng. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người. Tôi sẽ làm hết sức. Những người trẻ tuổi chúng tôi có chung một mục tiêu, đó là lấy lại cổ vật thất lạc cho các quốc gia.
Đương nhiên cũng bao gồm đầu tượng đồng của 12 con giáp. Hai cái này có lẽ là hai đầu tượng đồng bị thất lạc tại Pháp hả? Đúng. Hai đầu tượng đồng này nằm trong tay Bá Thuyết Ma Sơ. Tôi đã giám định chúng. Dữ liệu cũng được giáo sư Quang xác nhận rồi. Là đồ thật. Đây chính là lâu đài ông ta sống. Xin lỗi nhé. Là tôi quen nghề nghiệp thôi. Mọi người, bên đây. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì thế? Tôi cùng với Ngô Thanh đi theo dõi một lô hàng. Hết pin rồi. Chúng tôi nghi ngờ đó là các cổ vật bị đánh cắp. Những người đó bỗng xuất hiện và đánh chúng tôi. Tôi báo cảnh sát thôi. Thật nguy hiểm quá. Đã nói với em bao nhiêu lần rồi, chúng ta chỉ phản đối trong hòa bình thôi. Sao anh không ngăn em chứ? Còn không phải gì đâu, nghe đi. Nghe tôi nói đã. Tôi phải nhắc lại các bạn biết tôn chỉ của tổ chức chúng ta. Thứ nhất, chúng ta không gây phiền phức cho cảnh sát. Thứ hai, chúng ta không can dự vào cuộc sống người khác. Và thứ ba, chúng ta không phải phá hoại trật tự xã hội. Hoàn toàn chính xác. Tôi tán thành. Tôi là biên đạo của kênh National. Phóng viên hả? Phải rồi, người Trung Quốc sao? Đúng. Anh nhất định phải giúp chúng tôi dịch trần hành vi xấu xa của một công ty MB, bao nhờ chúng bằng mọi cách. Làm phóng viên chúng tôi phải có chứng cứ mới có thể tin được chứ. Nè, cẩn thận chút chứ. Xin lỗi lần đầu tiên lại để anh thấy chuyện này. Tài liệu chúng tôi có thể cung cấp có thể thế này thôi. Tạm biệt. Tôi muốn hỏi cô thế này nha. Anh nói đi. Lại đi. Chuyện gì vậy? Những người này còn cả những tập đoàn này nữa. Các sinh viên bọn cô đều phải rất được cảm ơn nha. Hôm khác liên lạc sau. Cái gì vậy? Anh ta phụ trách giải mật mã. Được thôi, đến lúc đó có thể tôi ở chỗ này. Cậu phụ trách lối thoát dự bị cho tôi đi. Đi theo tôi. Ngài Bia lúc trước trong điện thoại, ngài nói muốn có thêm tư liệu về đầu tượng đồng của chúng tôi. Chúng tôi đã đem quyển album này cho ngài tham khảo. Tôi khẳng định những tư liệu này ngài cần đều ở đây. Tiểu thư à, anh xin đem cái điện thoại của anh đi. Cô có thể khẳng định tính chân thực của chúng không? Đương nhiên rồi. Hiện giờ trên thị trường đầy rẫy hàng giả, cho dù là nhà sưu tầm rất có kinh nghiệm cũng bị lừa. Nếu ngài nghi vấn gì, chúng tôi quan nghênh ngài kiểm tra. Được, tôi giữ quyển album này. Nhận được lời nhắn gọi lại cho anh. Hai tay của ông ta đều đụng vào album rồi. Tôi đoán giờ ông ta đang đến kết sắt. Tôi phát hiện hệ thống giám sát an ninh của họ đều lắp ở bên ngoài tòa nhà. Chắc có lẽ sợ làm tổn hại cổ vật. Điều tra của chúng ta không sai. Giống như chứng sợ bẩn của anh vậy. Bây giờ chỉ có thể chờ cơ hội thôi. Thì đợi gì? Cả thế giới đang tiễn ông chủ. Nào nhìn đi. Các cậu chuẩn bị xong thì bảo tôi. Chúng tôi xong rồi. Sau 5 giây nữa. Nhìn thấy dấu vân tay rồi. Mau lên, mau lên. Tất cả bọn họ quay lại rồi. Tìm được rồi. Phía sau giá sách. Trò cũ rích. Hỏng rồi. Làm sao vậy?
Bọn họ đã dùng 3 nhóm tổ hợp ngẫu nhiên của 46 ký tự. Cho tôi 8 chiếc máy tính cũng phải chạy mất 2 ngày. Kỳ lạ thật. Ông chủ làm gì vậy hả? Một người bị chứng nghiện OCD, làm sao lại để sách lộn xộn vậy chứ? Chuyện OCD trong phim là ám ảnh về sự ngăn nắp. À, phải để ở đây. Bốn. Ở đây. Ba. Ông ấy làm gì để nhớ mật mã? Marion, Marion. Dân thưa ngài, lấy cà phê cho tôi. Dân thưa ngài. Đi thôi. Dân. Tôi biết mở thế nào rồi. A, 4, 3, 5, 1, 9, 8, 6, A, 1, 9, 8, 2. Mở được rồi. Tìm được đầu tự động chưa? Đừng nóng ruột. Đầu chuột. Đầu thỏ. Giống hàng nhái của chúng ta không? Đối với tôi mà nói, giống nhau cả thôi. Nhìn xem còn có thứ gì đáng lấy không? Một đống rác. Có biết tôi nhìn thấy gì không? Cái gì vậy? Quyền trượng của vua Pharaoh và nữ hoàng, hộp kim ưng, ngọn sao Ả Rập. Đây đều là những con vật nổi tiếng bị mất tích. Giờ thì thuộc về chúng ta rồi. Cậu đoán xem tôi là nhìn thấy gì đâu? Cái gì thế? Nhìn thấy bức tranh mà trong mơ ta cũng muốn trộm nữa. Bức hoa hồng sao? Thông minh lắm. Muốn tìm mày mà tìm không được. Không tìm mày thì mày tự xuất hiện. Thật là may mắn. Hãy nhìn bức ảnh này đi. Anh làm gì ở đây vậy? Đi, anh là ai vậy? Đi, anh làm gì vậy? Đi, bảo vệ. Bảo vệ đâu? Đi, đứng lại. Có biến rồi. Hắn ở trên kìa, bắt hắn đi. Làm gì vậy? Tôi ở trong nhà, giờ bị chó đuổi. Chỉ đường tôi đi. Hắn kia kìa. Nhìn kìa, trên nóc nhà kìa. Bao, bắt hắn đi. Nhanh lên.
Mày đuổi theo đâu? Tôi ở phía đông nam của lâu đài. Nói tôi biết đi đường nào đi. Trước mặt anh có một đại mê cung, anh tuyệt đối đừng có vào. Tôi nghĩ mình đã ở trong rồi. Bay được ra không? Đường chạy không đủ dài. Không đủ cũng phải thử xem. Một hạt đậu đổ, hai hạt gạo, nói ra chính là đi. Hai cậu trên không biết giờ sao cho dần đi. Mẹ tính gì, có hữu hiệu không? Đừng nói nữa, tìm lối ra đi. Sao không đuổi nữa gì? Không phải bị cận thị chứ? Thấy rồi, bay lên rồi kìa. Ôi, lại rơi xuống rồi. Đừng chạy không đủ dài. Ngõ cục rồi. Âm thanh gì vậy? Tôi giải làm chó đó. Muốn cắn hả? Nằm xuống đi. Ngoan nào. Ngoan nào. Nằm yên đó. Ngoan lắm. Lưu. Anh nói tiếng Trung như chó Pháp hả? Tôi cũng thấy lạ là nó hiểu tiếng Trung. Tôi sẽ gọi điện cho cô sao? Được. Bảo vệ. Bảo vệ đâu? Bảo vệ xem tình hình thế nào. Đi. Cuối cùng tôi cũng ra ngoài rồi. Những chuyện còn lại giao cho Simon. Cô báo tin cho anh ta đi. Anh ta không thích nghe tôi nói chuyện. Martin. Martin. Anh làm gì vậy? Tôi không quen cô. Người vừa nãy trong lâu đài ở đâu là anh phải không? Cô. Cô nhận nhầm người rồi. Nhận nhầm người hả? Còn gọi mình là cô nữa chứ. Chính là anh mà. Cẩn thận cái xe kìa. Chính là anh rồi. Đừng túm tôi. Thả ta ra nào. Tại sao anh có thể đi trộm đồ vậy chứ? Cô nói gì vậy? Chúng ta bị xỏ rồi, chúng quen biết nhau đó. Lẽ nào là vậy chứ? Đi thôi. Cô bỏ ta ra đi nào. Nhìn đường đi mà. Thế anh còn nói không phải là anh nữa sao? Là tôi. Vì sao anh phải làm vậy chứ? Cẩn thận đó. Anh không sao chứ? Tôi sẽ đến nhà thuyền tìm cô. Simon, tôi ở hướng 9 giờ, từ vị trí 6 giờ của cậu đó.
Hoàn hảo. Một tiền đồng nữa đâu? Bị cô lấy rồi. Anh không giống phóng viên đâu. Rốt cuộc anh là ai vậy? Tôi hả? Tôi thật ra là có hai thân phận. Tôi là hội trưởng hội xúc tiến phi lợi nhuận quốc tế. Các sản phẩm như vàng bạc đồng sắt, gốm sứ, tranh ảnh cổ vật quý giá. Cái gì? Sao tôi chưa từng nghe qua tên này? Cô chắc mình biết hết tên này chứ? Thế tiền này phải làm thế nào đi? Đương nhiên trả về cho chính phủ Trung Quốc. Được. Hãy cẩn thận. Chúng ta đi nào. Chỗ này nè. Đi. Đi đi. Chúng ta vào đi. Không phải vậy chứ. Cảnh sát phải không? Chuyện gì vậy? Đừng ra ngoài. Dây điện của tôi. Cảnh sát đi, đứng yên. Cảnh sát đi. Tôi cầm đầu hai họ là đồng bọn đó. Đó không phải sự thật. Dân tập tư cơ chúng tôi vốn có danh tiếng tốt đẹp. Danh tiếng tốt đẹp gì chứ? Chúng tôi đã xem qua những băng ghi hình này, không nhìn thấy gì cả. Dân chuyện này nói, quán chưa từng thấy những tượng đồng đèn trong lâu đài. Catherine vì không mượn được tiền nên mới nói như vậy thôi. Lần trước khi tới thăm chú tôi mới 5 tuổi, anh cho rằng tôi sẽ còn nhớ sao? Tôi cầm đồng nhanh, im miệng đi. Thưa cô, chúng tôi sẽ tạm giữ những tượng đồng của cô trong 2 tuần. Nếu như không có ai đến nhận thì cô có thể lấy nó đi. Nếu những người này là tới quấy rối cô hãy cho chúng biết. Bây giờ cô có thể đi được rồi. Cảm ơn. Không, đó còn phải sự thật. Im lặng đi. Tôi thấy chúng đã trộm những đầu tượng đồng đó. Tất cả trong dự tính của chúng ta. Xin chào. Đây, tôi còn phải cảm ơn nữa vị công dân nước Pháp xinh đẹp và thành thực đi. Được cả sáu. Tôi chỉ có sao nói vậy thôi. Tên tôi là Catherine. Anh dường như rất có hứng với những đầu tượng đồng đi. Trong nhà tôi có vài thứ, có thể anh sẽ thấy hứng thú hơn. Anh suy nghĩ kỹ đi nhé. Có thể cho xe chạy được rồi. Lâu đài Sochi. Chúng tôi luôn muốn đến lâu đài đi. Quan kênh mọi người, tôi xin lỗi. Có một vài biện pháp an ninh hàng ngày đi. Ngân hàng về nắm giữ tất cả tài sản, nên đồ có giá trị thì không được lấy đi. Không sao đâu. Lâu đài đẹp quá. Theo tôi nào. Hãy theo dõi bọn chúng. Bởi vì gia tộc chúng tôi đã phá sản trong khủng hoảng tài chính, nhưng vẫn có thể ở đây tốt lắm rồi. Cảm ơn. Tổ tiên của cô có thể là những người cuối cùng nhìn thấy những động vật đẹp đẽ này. Phải, tôi hiểu ý anh mà. Con người luôn cảm thấy những thứ mất đi rồi mới là thứ quý giá. Dân, cô nói không sai. Đầu gà sao? Đây chính là lý do tôi mời anh tới. Là đầu thật sao? Từ sau khi sinh ra tôi nhìn thấy nó ở đây rồi. Đây có thể gọi là tang chứng hả? Cô nói gì vậy? Cô ấy nói cầu thang rất đẹp. Cảm ơn. Đi nào. Ông ấy là cụ nội của tôi. Vậy là ông nội của bà ấy. Rất nhiều năm trước khi trở về từ nước ngoài, cụ luôn muốn ra khơi đi tìm lại trợ thủ của mình, nhưng mà cụ không gom đủ vốn để khởi hành. Nhiều sau, con trai của cụ, cụ đội của tôi đã tổ chức một đội diễn chinh và ra khơi tìm kiếm con thuyền tên bất diệt kia. Nhưng mà cụ không bao giờ trở lại. Cụ biến mất một cách bí ẩn. Tôi nghe nói trong tay anh có một vài đầu tượng đồng. Có thể anh biết chút manh mối về cứu nội của tôi. Ta không quan tâm gì hết. Đầu tượng đồng, kim bài, kim cương, những thứ đó không được phép đưa ra ánh sáng. Thứ duy nhất ta muốn lấy lại chính thức là bức tranh kia. Thứ đồ chú trộm mất của ta có giá trên 1 tỷ đồng. Nếu như trước đây ngài đồng ý lắp đặt hệ thống tia hồng ngoại bảo vệ, lỗi của ta sao? Không, không phải. Nếu như anh không tìm bức tranh gì, ta sẽ giết anh.
Đây là con ngựa gỗ bắp bên của tôi lúc nhỏ. Là bức tranh của tôi vẽ sau khi trở về từ nước ngoài. Đây là cảnh vật cụ đã thấy sau khi con thuyền bị hư hại. Các anh cứ xem thoải mái đi. Tôi rót trà đi. Cảm ơn. Đi nào. Xin lỗi, chúng tôi muốn bàn chút chuyện riêng. Trộm đầu gà như thế nào đi? Tốt nhất là giả vờ ở lại 2 ngày. Trộm xong thì đi. Không được đâu. Ít nhất phải làm đầu giả tráo đầu thật. Làm đầu giả phải có số liệu. Nhớ sư quan có số liệu đi. Nhờ cô. Nhất thiết đừng nói trộm trước mặt cô ta. Cô ta sẽ không giúp đỡ đâu. Nên mọi người xem đi. Tức phụ thu càng long đi săn của làng Thế Ninh. Rất đáng giá phải không? Đồ cổ đương nhiên đáng giá rồi. Bộ đi tiểu ông độ tôi đi cũng đáng giá nữa chứ. Tôi còn tưởng là bị đốt rồi chứ. Nhìn năm 1860, cụ nội tôi đến Trung Quốc trên con tàu bất diệt, dẫn đến một trận thắng lớn. Đây là một trong những chiến lợi phẩm cụ ấy mang về. Ý cô hẳn là chỉ vụ cướp bóc giường diên binh xảy ra trong chiến tranh nhà phiến lần thứ hai, nhớ không? Điều đó phải xem quan điểm của từng người. Phải, cô ấy đi đúng đó. Vì chính phủ nhà Thanh hủ bại tưởng tử hai nhà ngoại giao của Anh và Pháp đã trở thành một cái cớ để khai chiến. Đó là lý do mà hai nước công nghiệp liên thủ xâm lược một nước công nghiệp sao? Trong mắt những nước nông nghiệp đó, Trung Quốc thật sự là một cường quốc. Đúng. Lúc đó chính phủ nhà Thanh chúng ta còn tự cho mình là thiên triều đó. Anh giúp tôi hay là giúp cô ta gì? Đương nhiên giúp cô rồi. Sau đó thì sao đâu? Cái gì? Sau đó thì sao? Trên đường về, họ gặp phải dòng bão và con thuyền bị hư hại. Những thứ đồ cướp về quá nhiều, quá nặng. Thật là báo ứng. Cô ta nói gì thế? Cô nói tiếng Anh được không? Tôi không biết tiếng Anh. Cô ấy nói điều đó thật không may. Tôi không nói là không may. Tôi nói ông ta đáng bị như vậy. Đáng bị gì sao? Nói như vậy là quá tàn nhẫn đó. Cô nhìn lệnh của quốc gia mới đến Trung Quốc. Đó là trách nhiệm của một quân nhân. Điều may mắn là cô được một chiếc thuyền buôn Trung Quốc đi ngang qua cứu. Khi đó thì ông trời thật là không có mắt mà. Cô nói gì vậy? Cô ấy nói cảm ơn Chúa vì cụ cô đã trở về. Rõ ràng đó không phải là điều cô ấy nói. Nhưng mà tôi vẫn rất cảm ơn anh. Điều cá sáu mà. Cô làm cái gì thế? Tôi phải đem nó về Trung Quốc. Đây là nhà tôi mà. Cô không được tùy tiện mang nó đi. Thì giống như hơn 100 năm trước, tổ tiên của cô không hỏi han gì mà tự lấy bức tranh này. Để cô. Cô. Cô à, những thứ đó là chuyện rất lâu trước kia rồi. Những lúc đó thì nếu một người con gái ăn mặc thiếu giải, có thể có người sẽ ném đá vào cô. À không, cô ấy... Xin lỗi nha. Xin lỗi cái gì? Đừng làm kẻ đạo đức giả. Người cần nói xin lỗi là họ. Cô ấy nói gì thế? Cô ấy nói gì sao? Tôi không cần ai phiên dịch nữa. Mọi người đều quên rồi sao? Hơn 100 năm trước, ở đất nước chúng ta, bọn họ đã đốt phá, giết hại, cướp bóc. Hơn một thế kỷ trước, các người tới đất nước của chúng tôi tiến hành giết hại, cướp bóc, tàn phá. Cho dù sau 100 năm, những điều đó vẫn là những ký ức đau khổ của nhân dân Trung Quốc. Không sai. Tôi học ngành lịch sử. Bất luận giải thích thế nào, tôi học ngành lịch sử. Bất luận giải thích thế nào, những chuyện đó thật sự đã xảy ra. Có lúc chúng ta chỉ có thể dùng những lý do không thỏa đáng để giải thích, như thời đại đó, kẻ mạnh luôn đúng. Chúng ta không thể dùng những chuẩn mực văn minh của ngày nay để phán xét những lỗi lầm trong quá khứ. Cho dù bây giờ chân lý vẫn thuộc về kẻ mạnh, cô phải đủ mạnh mẽ thì người ta mới nói lý lẽ với cô được. Không sao, tôi bắt đầu hiểu cách nghĩ của cô ấy rồi. Xin lỗi nhé. Dù sao thì những thứ này giờ đều thuộc về ngân hàng. Chúng cũng có giá trị với tôi nữa. Nếu như có thể tôi sẽ tặng nó cho cô. Chẳng phải cô muốn tới tòa lâu đài này sao? Khó khăn lắm để tới đây. Chúng tôi ở cùng với cô 2 ngày rồi đi. Nào, uống cốc trà đi chứ. Hai người có thể hiểu ý nhau rồi đó. Chuyện gì vậy? Anh qua đây xem. Catherine, gì vậy?
Cô nữ cứu cô, con tàu cô mấy dân bị chìm hay là bị mắc cạn vậy? Ai biết được chứ? Cô biết không? Chúng tôi thấy rất hứng thú về việc tìm lại cô nữ của cô. Nếu như ở lại vài ngày thì chúng tôi có thể điều tra ra thêm thông tin nữa. Như thế thì có lẽ chúng tôi có thể giúp. Cảm ơn các bạn rất nhiều, thật là tuyệt. Ở đây chúng tôi có rất nhiều phòng, các bạn vào bao lâu tùy thích. Tôi đã chuẩn bị đã. Cô à, cảm ơn cô, tôi sẽ gọi cho cô sau nhé. Cảm ơn sự giúp đỡ của cô, cảm ơn. Ở thêm vài ngày rồi trộm cái đầu gà kia đi. Không được trộm. Chúng ta là khách ở đây, sao có thể trộm được chứ? Ai nói không trộm được? Bọn họ cũng là cướp bóc vậy mà. Nếu cướp họ một món, đấy gọi là trả không gọi trộm. Có lý đó. Ít nhất chúng ta phải làm cái đầu giả tráo đầu thật. Chúng tôi không có số liệu. Nếu sư quan có, tôi tìm ông ta cho. Tốt. Đi, số liệu. Xin chào. Lối này, thưa cô. Cảm ơn. Xin chào. Tạm biệt. Thiên tài. Những tên ngốc đó đến đây làm gì chứ? BBX sao? Tao sẽ thịt bọn chúng. Các anh xem đi, đây là số liệu truyền về từ máy bay mini của chúng ta. Thế nào hả? Chả trách không tìm thấy trên bản đồ. Cô nữ cô dạy bức tranh đó ở chỗ này. Các bạn thật kỳ diệu. Không phải chúng tôi là khoa học kỳ diệu. Thế tiếp theo nên làm gì đi? Cắm trại ở phía kia. Tin nhắn thoại không có rồi. Martin, trên bà nói ba đầu tượng đồng bị bán đấu giá mất rồi. Không thể nào. Sao không thể chứ? Tôi cho anh xem nè. Không có sống. Nhất định là tượng giả đó. Tượng thật chúng ta đang bảo quản này. Làm sao mà như thế được chứ? Tượng giả cũng bán được giá cao như vậy. Thế bà tượng thật kia như thế nào? Tượng thật càng khủng hơn. Thế bây giờ thì tôi nói với cô, hai quần áo nhất thiết đừng để đèn trong lều. Tại sao vậy? Cô nhìn kia, không thấy gì cả. Thật đó. Thật sự không thấy gì. Đừng bỏ chảo tôi vệ tinh nữa. Cái gì vậy? Thằng Lăng. Là thằng Lăng thôi mà. Cô đi đâu vậy? Tôi muốn lên trên. Nhưng mà Jesse, Jesse bảo chúng ta không đi lại lung tung mà. Thế tùy cô vậy. Hãy chờ tôi với. Nhìn cô kìa. Sao vậy? Đây là túi đựng đồ trang điểm của tôi. Sao cũng được. Hai người thế nào rồi? Giờ chiến tranh lạnh thôi. Nếu như không phải vì đứa nhỏ, tôi bỏ anh ta lâu rồi. Này, còn anh thế nào rồi? Cô ấy vẫn không nghe điện của tôi. Qua sinh nhật ba hôm vẫn có thể chúc mừng mà. Có gì đáng bị giận đâu chứ.
Cô đi đâu đó? Phía này nè. Sao cô biết được? Là trực giác thôi. Tôi tin cô. Ôi trời ơi, cây cối trên đảo này, tuyệt đối đừng để những tên buôn gỗ bất lương biết. Nếu biết chắc chắn là không còn cây nào đâu. Cậu biết tôi đã nỗ lực bao lâu rồi không? Cậu thì sao? Chẳng có một đường lùi nào cả. Chính cái cô ta thì ai mà chịu nổi chứ. Để xem ai từ bỏ trước đi. Thật không hiểu nổi rồi. Lấy tin dân tình báo gì đó, ai đặt ra vậy? Nước nào rồi mà anh còn quan tâm chuyện này chứ? Ngày nào cũng ở bên cô ấy. Đàn ông các anh không hiểu gì cả. Phía kia kìa. Là nhóm cô. Đại bảo họ không được chạy lung tung mà. Catherine, đến đi. Đến đi nào, cứu chúng tôi đi. Nắm chặt lấy. Tìm cô kìa, cứu tôi đi. Nắm chặt lấy. Xảy ra chuyện rồi. Sao gì? Xảy ra chuyện gì? Bọn họ rơi xuống núi rồi. Đã bảo các cô không được chạy lung tung rồi mà. Tại quấy đó. Nói bằng tiếng Anh để tôi hiểu. Bao tiếng. Quần lót. Bám chặt lấy. Bao tiếng là màu sắc tôi thích nhất. Nhìn bộ quần áo cô mặc kia. Đừng dạy tôi ăn mặc như thế nào chứ. Trực giác của cô làm sao vậy? Nè các cô, chúng ta vẫn chưa chạm đất đâu. Tracy, tay của anh đâu? Ở dưới cái bào tím của cô đó. Bỏ ra đi, cô sẽ rơi xuống đó. Bỏ tay ra, tôi có thể tự giữ được mà. Cô chắc chứ, tôi chắc. Thưa cô, đã hạ cánh rồi. Jesse, chúng tôi không sao. Không thấy cô đâu cả. Jesse không sao. Cô đâu rồi? Định nhìn toàn đồ cho chúng tôi. Phía này. Được. Cô. Cô, tôi đây nè. Tìm thấy cô rồi. Bảo thuyền trưởng mang hộp cứu thương đến đây. Được, biết rồi. Cô không sao chứ? Chân của tôi, chân nào? Nằm yên đi. Làm sao vậy? Không sao đâu mà. Chân của cô. Không có gì. Rắn kìa. Ở đâu? Ổn rồi. Chân của tôi. Chân của cô vừa mới trật khớp. Giờ không sao rồi. Phía đi. Simon, anh xem những cái cây này. Là do người làm. Tôi nhìn thấy một ít đạn pháo và đại bác. Nhìn kiểu dáng con tàu này. Giống tàu của thời đại đó. Không trùng hợp vậy chứ. Chính là chiếc bất diệt chúng ta muốn tìm hả? Đúng đến 8-9 phần rồi. Anh tôi làm gì vậy? Về xích sắt đi. Sao ở đây chứ? Về xích sắt đi. Chạy thẳng đến cây kia. Tàu bất diệt. Anh tìm được nó rồi. Không, chúng ta rơi trúng nó. Thật may mắn. Không phải chứ. Quá phải mà. Không sao. Chỉ là một con dện thôi mà. Jesse, tôi tìm thấy cuộn đồ của tôi rồi. Cái gì? Cô nhìn xương liền biết là cụ mình sao? Không, không, chiếc nhẫn này nè. Nó biểu tượng gia tộc tôi. Tôi tìm thấy nó rồi. Ở đây có hai cụ. Cụ nào? Nhìn trực giác đi. Nhanh, cụ này. Được.
Anh chắc chứ? Tôi sẽ cho cuộc đời của cô vào ba lô. Cánh tay của cụ nữa. Xin lỗi nhé. Jesse, đây, chúng tôi tìm thấy chiếc bất diệt rồi. Đây đúng là một nơi nằm mơ, cũng không mơ tới. Các anh làm sao tìm được vậy? Giỏi thật. Chúng tôi ngã xuống rồi tìm được, gãy cái chân nè. Mọi người tìm được đầu tượng đồng chưa? Tìm được một tượng rồi. Bonnie, tôi có hộp cứu thương đây. Dòng lại đi, phía kia có con đường mòn đó. Đi theo ký hiệu chúng tôi sẽ để lại. Được, tôi đến đây. Cảm ơn. Đây chính là chiếc bất diệt sao? Đúng. Vì sao chiếc tàu lại ở đây chứ? Là do bão thôi. Có bão lớn như vậy sao? Do sóng thần hả? Đều có khả năng. Dọc đường khi chúng tôi tới đây, nhìn thấy một vài ngôi mộ và bộ xương. Những người chơi ở phía ngoài hang động có lẽ là quân lính của chiếc bất diệt. Mức độ thối rữa quần áo, xương cốt trong hang động. Với lại trên người đều bị vũ khí đâm. Nhất định là lúc còn sống đã đánh nhau kịch liệt. Những người này có lẽ là người của cụ nội cô ấy dẫn tới. Bọn họ không phải chết vì thiên tai bệnh tật, mà là chết vì tàn sát lẫn nhau. Không phải cụ nội cô ấy đã trở về rồi sao? Thế còn con trai cô ấy có đi làm gì không? Dù lý do gì thì giờ không quan trọng nữa rồi. Cô nói đúng đó. Đây đã là chuyện của 150 năm về trước rồi, đúng không nào? Cô ta có thể hiểu tiếng Trung hả? Như nãy tôi cũng nói vậy với cô ấy. Tàn sát lẫn nhau hả? Thì ra cô ấy quay lại tìm chiếc lợi phẩm trên chiếc bất diệt mà cha cô ấy chưa mang đi, đúng không? Đúng không hả? Đúng. Đúng. Đi đâu vậy? Chúng ta cần đi toilet. Phải rồi. Mọi người đi đâu vậy? Bà đỡ của tôi nhất định sẽ rất vui. Chân cô sao rồi? Dọc đường chạy thẳng xuống núi. Xếp đầy các thân gỗ tròn. Chẳng trách họ chặt nhiều cái như vậy. Đừng rồi đèn nữa. Đừng rồi mà. Còn nữa nè. Các anh nhìn phía này nè. Mỏ đèo to quá. Nguyên lý đồng bẫy vô cùng thông minh. Chỉ cần mỏ đèo đèn hạ xuống, dây xích sắt sẽ nâng lên. Thông qua rồng rọc hai bên, đưa từng cây xuống núi. Hèn chi tôi không tìm thấy cái rồng rọc nào trên thuyền. Đây chính là đời trước trồng cây, đời sau hưởng bóng mát. Hình như anh không hứng khởi hả? Tôi đang đau đầu đi, làm sao để mà chuyển cái cây lớn này về? Nếu như trong thân cây lớn này không có nếu như. Tiền, 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 chỉ cần như thế thôi. Jesse, giờ, học cứu thương nè. Và bạn cậu cũng tới nữa. Chào Jesse. Thật là vui gặp anh đó. Bạn của ta thật là bất ngờ. Bia, tiểu thư Catherine, đừng gọi tôi là tiểu thư. Anh thật lố bịch, đứng đi. Đây không phải là lâu đài nhà cô đâu. Ta đã biết hai người là đồng bọn. Ta luôn bám theo từ khi hai người gặp Catherine. Đưa bức tranh đi. Và những thứ người đã trộm. Anh nghĩ tôi sẽ đem tất cả những thứ đó đến hòn đảo này sao? Nơi này rất tuyệt mà. Không có ai khác ở đây, chỉ có chúng ta thôi. Cho nên ta có thể giết các người ngay bây giờ và sẽ không cho ai biết. Chuẩn bị đi. Bien. Không sao chứ? Đừng độn. Ta nói rồi mà, súng không lắp đạn. Không sao, súng không lắp đạn đâu. Ai nổ súng vậy? Không thế nào. Tất nghi thật là không được di chuyển. Di chuyển ông bắn dở sọ đó. Hải tặc hả? Chính xác. Nếu không nghe lời, ông giết sạch hết tất cả mọi người. Nếu liên trụ chúng ta sẽ có thể đánh bại chúng. Bọn ta ở đây rất lâu rồi. Bọn ta đi. Giờ mới biết được đến nơi này. Chào mừng các bạn đến hòn đảo chúng ta. Bọn ta là những người biết điều, chỉ muốn lấy tiền thôi. Nào, ngồi xuống đi, mau lên. Hiểu chưa? Đừng làm bất cứ điều gì ngốc nghếch và sẽ không bị thương. Tiền chuộc mỗi đứa là 500 ngàn.
Các người liệu mà tính đi. Hay lắm. Không thì ta đem các người cho cái mập ăn đó. Hay lắm. Nếu ba con kia không ăn chuột cũng không sao. Bọn ta nuôi. Hay lắm. Để tôi nói cho mọi người biết, bọn tôi không phải đồng bọn của chúng. Và ngài muốn bao nhiêu tiền, ông chủ tôi đều sẵn lòng đưa. Ông chủ tôi rất giàu. Những tên kia muốn đối phó với ngài, nhưng mà tôi nói không được. Đưa họ đi. Cảm ơn. Các ngươi làm gì trên hòn đảo của ta chứ? Mũ của tôi. Nói ta biết. Các ngươi làm gì ở đây? Tôi nghe không hiểu. Tiếng phổ thông hả? Lão đại bọn ta hỏi các ngươi làm gì ở đây? Đi nướng thịt ngoài trời. Các ngươi nói gì? Đây là máy giò kim loại. Nướng thịt gì chứ? Các ngươi dùng cái này làm gì? Đó là lò nhiều sống đi. Phải. Ngươi tưởng ta không biết sao? Đây là máy giò kim loại. Các ngươi đang tìm gì chứ? Được. Các ngươi không muốn nói cho ta biết, tự ta sẽ tìm ra. Giờ mấy đứa này đi. Đừng đụng vào tôi chứ. 5 phút. Chuyện gì vậy? Không phải tôi nhấn nút đâu. Hướng 1 giờ các cậu à? Được. Lão đại, anh không sao chứ? Đứng yên. Vừa nói với anh không có đạn rồi. Chúng ta ngồi yên thì sẽ không vấn đề gì. Dân. Được cho lấy súng. Được. Thuyền trưởng, báo lên. Lại đi. Đại ca, ta làm gì đi? Chúng ta chuồn thôi. Mẹ ơi, con sợ chết mất. Đầu rắn à? Đón lấy. Chết của tao. Cụ đội của tôi. Đừng. Đừng mà. Đừng. Đội của tôi. Không. Không. Đội của tôi. Không. Xin lỗi. Không sao. Đội của tôi. Cảm ơn cô. Các cô đi thôi. Giày của tôi. Giày của tôi nữa. Qua đi. Lại đi. Mau lên. Chạy đi. Làm gì vậy? Không sao. Không sao đâu. Các người làm gì vậy chứ? Lại đi. Ổn rồi, đừng có sợ. Chân của tôi. Báo lên, tôi đi trước đi. Được rồi, đi thôi. Giày của tôi. Đi thôi.
đâu? Jesse, đón đầu rắn đi. Đón lấy đầu rắn. Cô vẫn ngồi đi trước đi. Thế còn anh, gặp ở chỗ thân cây được. Trên dây còn thứ gì đó. Cầm lấy. Đón lấy. Còn nữa không? Đứng yên. Súng này có đạn đó. Bao lên. Giúp tôi với. Anh thật là. Tôi đếm đến ba. Một. Hai. Tìm được một tượng thôi hả? Chúng chết cả chưa? Đi! Đứng yên. Giơ tay lên. Đừng đưa ta mà ta không cần đâu. Ông không muốn phí lời với bọn bay nữa. Đưa cái này đi. Cái thằng thông minh. Đứng yên, đứng yên đâu. Cô có làm sao không? Tôi không cần anh giúp. Đi, đi nào, lối đi. Đi mau lên. Anh không sao chứ? Cầm lấy đi. Làm sao đồ dê chứ? Chứ chi? Đi đâu? Thật là may mắn quá. Ôi, chân của tôi. Cái chân đau quá. Cô, không sao chứ? Giang kia, sao cô biết là Giang? Nó rơi ra ngoài kìa, sao cô biết chứ? Tôi còn đón cái cây này đâu. Đưa tôi xem nào. Ý tôi nói là vậy của tôi. Trong cây này có vàng sao? Tìm thấy rồi. Nói lại đi. Sao đầu dây hả? Đầu rắn đâu? Thấy đầu rồng nhìn ở trong đó. Cậu lấy đi. Thôi vậy. Nói tiếng Anh đi. Làm sao chúng ta ra khỏi đây chứ? Có một cách. Ngồi vững đi. Anh làm gì vậy? Đứng yên đâu. Cẩn thận, trốn tay rồi. Tôi rất chuẩn xác mà. Đi, để tôi. Cẩn thận rút tay đó. Thuyền trưởng à, để hướng đông nam đi. Chỗ này hết đường rồi. Lối này nè. Được rồi. Chuẩn bị. 1, 2, 3. Bị kẹt rồi. Làm sao vậy? Không có thời gian giải thích đâu. Bọn chúng đến rồi. Bọn bị hết đường chạy rồi. Đi nào. Không được bắn. Đi. Khăn quàng. Khăn quàng mau lên. Đợi cho họ đi, cầm lấy.
Đội tử tế, xe bình, đổ dao. Ai mặc ông đi đâu? Không phải ta đã nói với ngươi sao? Ổn không đó, cậu ném đi. Anh ném, để tôi. Ông về tổ rồi, lấy được đạn khói đi. Chạy rồi, lên mau đi. Dừng lại, đừng nguồn gốc. Không sao được, để chúng đi. Chúng ta vẫn còn 5 đứa. Đàn ông không thân thiện cho lắm. Sao bọn mày không nghĩ gì vậy? Không, không phải. Gọi ông chủ của mày đi. Dân. Mọi người ổn chứ? Dân tiên mọi người ổn chứ? Ổn rồi, không sao chứ? Không sao, là mất cuộc đời của tôi rồi. Không sao, cô ấy rất yêu biển mà. Ở đây, ở đây nè. Các bạn, ở đây. Thân cây đường chính khoảng 1m3, dài khoảng 7m, theo công thức tinh thể thích hình trụ thì vào khoảng 9,28 triệu cm khối, dựa vào tỷ trọng của vàng vào gỗ thì khoảng 1,22 thể tích trên có thể chứa vàng. Nếu nhận thể tích này ra với khối lượng riêng của vàng, tổng cộng sẽ là 8 tấn. Sao nhiều vậy? Mỗi người 1 tấn, vẫn dư 2 tấn. Chỉ làm 8 phần, vẫn dư 2 phần nhỏ, tặng cho cậu đó. Chính là nguyên nhân để họ tàn sát lẫn nhau đó. Kết quả sao rồi? 8 tấn có thể hơn. Chúng ta ăn mừng đi nào. Lãng mạn thật, sôi động thật, thu hoạch kỳ thú, mỹ mãn. Hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Anh biết em ở cạnh điện thoại. Đừng giận dỗi mình nữa mà. Cầm điện thoại đi nào. Anh tắt máy đi. Cậu không thể nói chuyện ôn hòa nhã nhặn với người ta một lần được sao? Khởi đầu mỗi lần đều ôn hòa nhã nhặn, nhưng cứ thuốc thì luôn mặt đỏ tía tay. Chào buổi sáng, chào cô. Tối qua cảm ơn nhé. Không cần đâu. Thuốc của mọi người đi. Có phải các anh có chuyện gì muốn nói không hả? Chuyện gì? Chào buổi sáng tất cả mọi người. Chào xin chào. Để cảm ơn tất cả những gì các bạn đã làm cho tôi. Tối hôm qua tôi đã làm một bài thơ. Cô dịch được không nào? Được thôi.
Những chiến binh anh dũng đã cứu vớt những người bị áp bức, một tớp những kẻ vô lại, dối trá trong thời thực. Cái gì? Họ thực hiện một hành trình nguy hiểm vì dục vọng tham lam thúc giục, thực hiện một hành trình xấu xa, với trái tim thuần khiết, chính trực, gan dạ, tinh thần không vụ lợi. Ai là gì ông trời đều biết. Ăn cắp tài sản của quốc gia là hành vi ích kỷ. Sự khẳng khái của họ sẽ nhận được đền đáp xứng đáng. Cho dù tránh được sự trừng trị của pháp luật, cũng không tránh được sự phán xét của lương tâm. Chúa phù hộ các bạn. Mỗi khi đến giao thừa, các người sẽ tự hỏi, mình có trộm đầu tiền con giáp của năm mới này không hả? Dù cho các người có được của cải trên toàn thế giới, cũng không đổi được chút yên vui đâu. Tiếng Trung sao mà dài vậy? Khi nãy là câu Chúa phù hộ các bạn à? Phải. Cô chắc không dịch sai chứ? Tôi nói có đúng không? Chứ tôi rất thích. Dân rất thích. Rốt cuộc cô muốn nói điều gì? Các anh sớm đã biết là phải đi tìm vàng, nên mang theo cả máy dò kim loại. Tìm vàng tượng đồng đều phải mang máy dò kim loại. Còn được tôi sao? Ngay từ đầu thứ các anh muốn chính là số vàng này. Tại sao cô có thể vào phòng tôi lục đồ đạc lung tung vậy chứ? Ai đừng có sợ lá nữa. Lúc anh ta đôn thì tôi dìu anh về phòng. Tôi vô tình thấy được. Phía kia có cá heo kìa. Cá voi nữa kìa. Cá sấu nữa. Ở biển làm sao có cá sấu chứ? Bơi qua không được hả? Anh xem kìa. Cô đã biết rồi thì cô hỏi đi. Anh tuyệt nhiên không phải là Thượng quan Mã Đinh hay là Martin Thượng quan. Đúng. Chuyện anh tìm cụ đội của Catherine là giả, tìm tiền đồng tượng vàng thì là thật. Coi như là đúng đi. Đầu tiên đồng mỗi lần kiếm được, anh đều bán tại các phiên đấu giá. Đúng. Hai cái tượng lần này anh muốn xử lý sao đi? Vừa giờ bờ là có người đến nhận. Tôi luôn nghĩ rằng anh tìm cái đầu tượng này là vì người Trung Quốc không ngờ anh làm gì tiền. Chúng tôi kiếm tiền chẳng có gì hổ thẹn cả. Hổ thẹn hả? Đây có liên quan đến sự tôn nghiêm của dân tộc. Mấy tượng đồng này chẳng liên quan gì cả. Đó là tinh hoa thủ công mỹ nghệ dân tộc hơn 100 năm lịch sử. Chẳng thấm vào đâu, chúng ta có mấy ngàn năm lịch sử mà. Chứ có thể làm, nay sẽ còn làm tốt hơn nữa. Có chuyện gì vậy? Chuyện nam nữ thôi mà. Đi thôi. Cô thích gì hả? Chuyện đề nào cũng có thôi. Vô lại. Tôi vô lại à? Bắt đầu từ việc gặp giáo sư Quang đến việc sang Pháp lấy tài liệu về bá tước, anh luôn lợi dụng chúng tôi. Cô gái thứ nhất, cô không cần ngày nào cũng sắm giày thượng đế. Thứ hai, chúng tôi không mời cô đi cùng. Thứ ba, cá không mở miệng sẽ không bắt công. Là bắt bẫy. Điện tử có thể lừa được người khác là anh có tài cán gì? Nhưng người anh có thể lừa đều là những người tin tưởng anh. Trước khi chưa quen cô, đây là ca nghệ của chúng tôi. Không cần biết là cái gì, chỉ cần có lỗi với đất nước, xã hội, dân tộc, gia đình thì con trai của anh, cháu anh đều sẽ không ngẩng đầu lên được. Nhưng tao lại. Chuyện gì thế? Giang. Cái chuyện gì vậy? Không có gì. Cố định thuyền vị trí này đi. Sao có thể như vậy? Vừa đã vẫn ổn mà. Do vàng quá nặng, thân cây ngâm trong nước quá lâu, nó bị buộc thôi. Không phải anh đó tính toán rồi sao? Là cậu không hiểu rõ. Đi buộc dây thừng ở đầu cậu thân cây đi. Anh tính sai rồi. Tôi hả? Trật tự đâu? Không phải lỗi cá nhân đâu. Chúng ta vẫn có thể quay lại được mà. Đúng rồi. Bây giờ nếu như biến thành tài sản của hải tặc dùng này thôi, thì coi như tiền mãi lộ đi. 50-50 với chúng. Nhưng miếng này là có 7-8 giống hải tặc. Được rồi, đừng cãi nhau nữa. Mấy người không bao giờ cãi nhau kìa. Đừng thất vọng. Đây còn có một thỏi này. Càng may mắn hơn cuộc đời của cô ấy rồi. Chỉ ít là cũng không phải quay về tay trắng. Cũng phải. Trước kia có người muốn đem số vàng này về nước mình. Bất cứ đem đến đâu cũng không rời khỏi quả đất này. Nơi đây có 7-8 nhóm hải tặc canh chừng chứ. Còn an toàn hơn cả ngân hàng này nữa. Chúng ta hãy để nó nằm yên ở đây đi. Ghi lại tọa độ đi, mau lên. Không còn vàng nữa. Cái gì? Cái gì? Vàng đâu rồi?
Giáo sư Quan, tài liệu về đầu tượng đồng bị ăn trộm, xin ông hợp tác điều tra với chúng tôi. Cậu làm tiếp đi. Hôm nay tại phiên đấu giá, nghệ thuật của Luân Đôn, đầu dê và đầu rắn đã xác lập kỷ lục mới. Giá bán của đầu rồng còn lại dự kiến sẽ còn cao hơn. Việc bán đấu giá các đầu rồng này đã dấy lên một cuộc tranh luận lớn. Lời kêu gọi tìm lại cổ vật thất lạc của các nước ngày càng lên cao. Chúng tôi không mong muốn đồng yêu nước của quốc dân lại bị lợi dụng. Chúng ta phải cảm ơn những người trẻ tuổi đã dũng cảm bày tỏ quan điểm của mình. Công khai bán đấu giá những cổ vật không có nguồn gốc hợp pháp sẽ chỉ khuyến khích cho tội phạm gia tăng. Chiếc mặt nạ vàng của vợ Yubaraon và tượng vật cười đã không bán được trong phiên đấu giá hôm nay do bị ảnh hưởng bởi sự phản đối ngày càng kịch liệt của quốc tế. Cảnh sát này, các bạn có quen hai người này không? Theo tin tức mới nhất, tập đoàn AMI tuyên bố họ đã có được quyền bán đấu giá đầu rồng. Đầu tượng rồng đó sẽ sớm được đưa ra thị trường. Anh đã gọi hơn 7.000 cuộc điện thoại cho em. Chỉ cần em nói một tiếng thôi. Từ bây giờ trong tương lai, mãi mãi sau này, thời gian tới, anh cũng sẽ không gọi cho em nữa. Tìm thấy rồi đây. Cái gì chứ? Tìm thấy đầu rồng rồi. AMI tuyên bố tuần sau bán đấu giá đầu rồng. Kỳ thực đầu rồng luôn nằm trong tay họ. Con số không kia chúng ta vốn dĩ không thể có được. Chúng ta bị họ xỏ rồi. Tại chúng ta chẳng thể nói gì được. Là Tôn Thắng đã lừa chúng ta. Ông ta làm việc cho AMI. Hai sinh viên này chắc cũng là do họ đánh. Hai sinh viên được tổ chức của các cô có phải bị đánh không hả? Xin lỗi, chúng tôi không thể nào bình luận về sự việc này. Được rồi, cảm ơn. Thưa ngài, ngài có thể phát biểu. Tôi không có ý kiến. Để bày tỏ những bất mãn của họ đối với việc bán cổ vật. Ngôi sao Ấn Độ vốn dĩ là báu vật quốc gia ở Ấn Độ. Vì sao những cổ vật lịch sử của chúng tôi vĩnh viễn bị triển lãm tại các bảo tàng nước ngoài? Vào thời điểm năm rồng sắp tới, tôi xin giới thiệu tượng đồng đầu rồng. Giá khởi điểm là 60 triệu euro. Cổ vật quốc gia không phải để bán. Cổ vật quý giá của rất nhiều quốc gia do bị cướp bóc, bị trộm cắp mà lưu lạc ở nước ngoài. Trên đó bao gồm vật cuối cùng sắp được đấu giá hôm nay. Tượng đầu rồng vô cùng được chú ý. Alo. Là thật hay giả đi? Tôi nói ngay đi. Thưa quý ông quý bà, hãy ra giá đi. 10 euro. Ngừng đấu giá. Ngài có ý kiến gì về việc đầu rồng đấu giá thất bại không? Các ngài sẽ bán đấu giá đầu rồng lần nữa chứ? Lần đấu giá thất bại này ảnh hưởng tới danh tiếng của công ty AMI không? Chụp thêm góc độ khác nữa. Dùng máy này chụp thêm mấy tấm nữa đi. Phỏng vấn gì chứ? Tôi không nhận phỏng vấn. Anh ta nói có gì quan trọng. Alo. Ông chủ à, chúng tôi bắt được ba sinh viên. Làm sao đi? Bọn chúng làm gì chứ? Giống hai đứa lần trước. Chụp ảnh hả? Nhớ chúng lại đi. Thật sự không có biện pháp nào khác để giải quyết sao? Tôi nghĩ bất cả buổi sáng rồi. Cảm ơn. Quốc Cường gia phú, bức thư này anh chuyển giúp tôi nha. Đừng cứng phụ nữ như vậy. Alo. Anh nghe rồi. Nghe ra rồi. Quốc Cường cũng gọi đến hả? Không, không, không bận đâu. Không bận. Hai tên bạn vào đó đi rồi. Được. Ăn gì cũng được mà. Em quyết định đi. Đi. Món Tàu, Nhật, Ý, Pháp. Được. Được hết. Được. Được rồi. Đồng ý. Hay lắm. Tán thành. Được, phải. Không sao. Không gặp không về. Tạm biệt. Tuyệt lắm. Anh không tin rằng em không gọi điện đến. Trồng cây ắt có ngày hái quả. Ông trời công phụ người có tâm mà. Cô tới rồi. Ai? Cô bên ngoài. Đến tìm anh đó. Cô ta làm gì chứ? Thư của mình hả?
Hai sinh viên đó không sao chứ? Có ba sinh viên mất tích rồi. Cái gì? Em trai tôi, Lily, còn con cả Michelle nữa. Em trai tôi từ nhỏ lớn lên cùng với tôi. Ba tôi trước lúc đâm chung dặn dò tôi nhất định là phải chăm sóc em tử tế. Nó là người thân duy nhất của tôi, là hy vọng của gia đình chúng tôi. Chúng tôi đều đang nhiệt huyết cống hiến cho quốc gia của mình. Nhưng bây giờ chúng tôi có hai người đang nằm viện và ba người mất tích. Chúng tôi cũng không biết họ còn sống hay không nữa. Tôi xin anh, đừng vậy mà. Cô báo cảnh sát chưa? Điều đó cũng đã làm rồi. Tôi thật sự hết cách mới tới cầu xin anh. Có những chuyện tôi giúp được thì nhất định sẽ giúp. Nhưng mà những người kia, xin lỗi, xin lỗi làm phiền anh rồi. Giáo sư Quang cũng chỉ đưa tài liệu về tượng đồng cho tôi. Bị cảnh sát dẫn đi rồi. Cô khóc gì chứ? Cha mẹ có nhất định phải làm gì không? Cô nói, sau khi đầu rồng đấu giá thất bại, em trai cô ấy theo dõi người của công ty MB thì mất tích đó. Tôi cảm thông cho cô hơn rồi. Hai người thật sự muốn như vậy? Là anh ta nhất định muốn dạy chúng tôi hết rồi. Căn bản chúng tôi hết cách chịu đựng đối phương. Hết cách chịu đựng đối phương là sao? Là cô bị thế này. Chưa từng nổ được thì đừng dễ dàng nói hết rồi. Như vậy thì hai người trưởng thành không bằng con nít đâu. Ít nhất nó còn vết thương nữa nè. Thế chúng tôi là những kẻ thất bại. Anh đừng rắc rối nữa mà. Đi cứu người đi. Đồng ý giúp người thì dễ lắm. Nhưng mà giúp thế nào đi? Là nói trước mà. Không được tùy tiện nói từ bỏ chứ. Gì à? Tổng thắng, chuyện gì? Tôi vừa mới tìm được bức quả hoa hồng rồi. Được, đến ngay. Đây chính là giải pháp. Nói đi. Địa chỉ công ty IB. Tôi nói rồi mà. Tôi lừa cô làm cái gì chứ? Được rồi. Nhưng mà chuyện đầu rồng anh biết rõ nó nằm trong tay IB. Chúng tôi vĩnh viễn không lấy được nó, có phải không? Thôi tôi biết được chứ. Chúng ta hợp tác lâu vậy rồi. Tôi lừa làm gì hả? Này cậu, cậu muốn làm gì chứ? Cái này mạnh nhất thế giới rồi. Có lừa tôi không hả? Có. Ngay từ đầu tôi đã lừa cậu rồi. Cô làm gì vậy? Bột con quả hả? Thiên tài. Vất vả như vậy để trực tiếp gặp tôi chỉ vì muốn tiết kiệm chút tiền qua cho người môi giới sao? Những kẻ đó đều là quỷ hút máu. Lần này chuyện đầu rồng bị Tông Thắng lừa rồi. Không thể thấy được anh ta. Đầu rồng luôn nằm trong tay chúng tôi. Bản thân tôi cũng quên mất điều đó. Thôi vậy, làm cái nghề này thì lừa người, người lừa. Chúng tôi đã quen rồi. Bức hoa hồng đâu? Nếu như giả thì không mang tới cho anh xem đâu. Tôi vẫn phải kiểm tra qua. Không được rời khỏi tầm mắt của chúng tôi. Được. Chuẩn bị xong rồi nè, bắt đầu đi. Kiểm tra cái này giúp tôi. Có mấy phút tôi không làm giả được đâu. Đem cái này đi quá nghiệm đi. Hai người chờ một lát. Chúng tôi làm tham quan một chút có phiền không? Không ngờ nhí nông đại rượu giấu một trung tâm thẩm định lớn như vậy. Là trung tâm làm đồ giả đó. Giao dịch mỗi năm hàng tỷ đồng. Các vụ mua bán lớn bé đều do họ cầm trịch. Đây chẳng phải là bức tranh bị mất trộm tại bảo tàng châu Âu hồi đầu năm sao? Vậy thật giống quá đi. Đừng xem thường những họa sĩ này. Là siêu sao đó. Hãy chú ý trên lầu. Những người này đang làm gì vậy? Họ đánh bóng đồ gốm sứ bằng cát rồi đặt ngâm trong dung dịch.
rồi gia công mài mòn đi. Gốm sứ sẽ trông như có mấy năm năm tuổi gì. Giấy sứ chỉ của Trung Quốc có đến mấy lớp, mặt trên mặt dưới đều tách ra được. Đây là một bức tranh gốc, một tách thành hai. Thế không phải là một có thể tách thành năm sao? Thì bỏng quá. Cho nên họ chia ra bức tranh dài là 6-8 đồ bán. Thế này cũng nghĩ ra được. Những mảnh vỡ nhỏ cổ vật được khai quật sẽ được phục chế dựa trên tư liệu khảo cổ. Như là 7 phần giả 3 phần thực. Bọn họ chiếu tiếp khi X-quang khiến đồ gốm sứ mới toanh. Nên đây thật là đa dạng chủng loại. Trên thị trường còn có mấy phần là thật chứ? 90% đều là đồ giả. Đi, nói đi. Jesse. Ai vậy? Là người của Vân Trương. Là cái gì đây? Thứ này hả? Lò thiêu áp suất cao, nhiệt độ thấp, mô phỏng quá trình giải phóng carbon. Thứ này chuyên dùng để lừa các chuyên gia đồ cổ. Bây giờ loại kỹ thuật này vẫn chưa nghiên cứu xong. Không cho nhiên liệu và chất xúc tác, chỉ có thể làm thủ công. Bọn họ dám làm đến vậy sao? Thiết bị thô sơ như vậy có nguy hiểm không? Những thứ mà để lừa bịp đều nguy hiểm. Rất vui được gặp anh Jesse. Lữ Quỳnh mất sao hả? Tôi không muốn gặp anh. Thôi đó anh bạn. Ngã nào đi. Đây là Jesse, nhân vật lớn trong ngành đi. Nhiều lúc không tin vào danh tiếng được. Cùng ngành hả? Chúng tôi không giống nhau. Chúng ta không bao giờ làm những việc hắn làm. Cái gì? Anh đừng kêu căng ngạo mạn như vậy được không? Những việc anh làm được, tôi còn có thể làm tốt hơn. Vào trưa, anh đã trèo một tượng Phật của một ngôi chùa ở Đông Nam Á đúng không? Không sai. Những người ở đó vẫn tưởng là do nước láng giềng làm. Dạo biên giới xảy ra chiến tranh, chết mất mấy ngàn người. Con người cuối cùng cũng chết. Đó là chuyện của họ thôi. Anh là đồ cặn bã trong cảnh chúng ta. Đường trước người nói với tôi như vậy, đã sang Tây Thiên rồi. Vậy sao? S-C-U-M-B-A-G. Đều cặn bã. Tôi không cần rời khỏi cái sofa này cũng có thể đá tung đít anh. Show me. Anh thua rồi. Vẫn chạm đây. Đúng rồi. Mọi người đi được rồi. Hãy ấn thủ kỳ nghỉ cho tỏa thích. Được, tạm biệt. Canh làm gì thế? Kiểm tra qua mấy thứ đồ gia dụng thôi. Đồ giả sao? Kỳ canh, muốn đánh đi ra ngoài. Không phải ở đây đâu. Được. Đồ thật đó. Cẩn thận chút. Bước qua hồng kia. Vị trí 11 giờ. Làm xong thì đi đi.
Giá của anh đòi quá cao, để bao tôi tới tính đi. Tôi có thể giảm giá cho anh. Nhưng mà tôi muốn ba người kia. Cái gì cơ? Ba sinh viên bị nhốt trên kia. Tôi không hiểu ý của anh. Thế để tôi chứng minh. Chứng tỏ tôi nói đúng đó. Có bản lĩnh thì anh chứng minh đi. Tôi sẽ chứng minh. Chặn hắn lại. Dừng lại. Đứng yên đó. Đừng cho hắn chạy mất. Đứng lại đi. Chặn hắn lại. Đi nào. Đợi dây đi. Mở cửa đi, mau lên. JC, giờ anh đã chứng minh được gì? Chặn hắn lại, đừng cho hắn chạy. Như hai bà đang ném một đống mực dọc chưa chỗ xả sao? Mày trúng thưởng rồi. Phan Trương, làm gì đi. Không, chị em đang sẽ lương mà. Để xem mày làm gì đi. Kia kìa, bắt hắn đi. Còn chạy đi hả? Vâng chưa, tính hắn đi. Thật không công bằng. Chỉ những đứa ống eo, không có gì cả. Một đối một mới là đọ sức công bằng. Let's go.
Các người còn chờ gì nữa? Bắt lấy hắn! Tết nổ rồi! Mau lên chạy đi! Mau chạy! Gấu Thanh, các cậu không sao chứ? Martin, Katie, cứ không sao chứ? Em ổn. Michael, cha. Bắn đi. Đây, tôi không sao. Leo lên. Jesse, chúng ta cuối cùng gặp nhau rồi. Cha, Jesse làm đó. Im đi. Thằng cóc này, ông giết bây giờ. Tao dạy mày thế nào hả? Chúng ta không bắt cóc, chúng ta chỉ làm đồ giả thôi. Ông chủ, tôi nghĩ chúng ta phải rời đi đi. Có phải đồ thật không? Là đồ thật. Kiểm tra rồi chứ, giờ. Jesse à, tôi ước gì chúng ta có thể gặp nhau trong hoàn cảnh khác. Tôi ước ông không làm đồ giả nữa. Có vẻ anh đã khiến tôi hết cách làm giả rồi. Tôi sợ những thứ này coi như là anh bồi thường tổn thất cho tôi. Bây giờ thì anh hãy đưa những người trẻ tuổi này về nhà an toàn đi. Nhà sau này thì chúng ta tiếp tục hợp tác. Thỏa thuận chứ? Thỏa thuận. Dẫn họ ra ngoài đi. Xin lỗi, vì vụ đồng trồng đã kết thúc rồi nên không có thêm số công nào đâu. Thưởng thức bức hoa hồng đi. Chị để chúng đi dễ dàng vậy sao? Cảnh sát chú ý đến nơi này rồi. Hắn đã giúp chúng ta tiết kiệm công sức phá hủy nơi này. Mày đi xem có cái gì đáng giữ lại. Sau đó rời khỏi nơi đây đi. Đổ một trách nhiệm lên người Frankie. Cha, tôi có việc cho anh đây. Dẫn thưa ngài, những kháng thị truy tìm cổ vật thật thất lạc kia đã ảnh hưởng tới thị trường mua bán cổ vật. Tôi muốn dạy cho chúng bài học này. Hãy bắt đầu với đầu rồng. Làm thế nào đi? Hãy để cho rồng bay. Bên trường. Thật đáng tiếc. Bởi vì những kháng nghị liên tiếp, ngành đấu giá đã chịu áp lực rất lớn. Các nơi trên thế giới đều kêu gọi sự trở về của các cổ vật quốc gia. Amy tuyên bố nếu phiên đấu giá đầu rồng bị ảnh hưởng bởi những người phản đối thì họ sẽ buộc phải hành động. Chúng ta bắt đầu phiên đấu giá kính, chiếc tượng đồng đầu rồng quý giá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tin tốt lắm. Họ thương dân người qua trên toàn cầu quyên góp 50 triệu tệ, nhưng không tác dụng đâu. Căn bản chính phủ Trung Quốc sẽ không nhận. Họ sẽ không nhận bất cứ đầu tượng đồng nào cả. Lần thứ hai cũng là lần cuối cùng của phiên đấu giá, sẽ không có giá khởi điểm. Có bức ra giá đầu tiên nào không? Trước sự chờ đợi của giới truyền thông toàn cầu, công ty BM đe dọa nếu trước buổi trưa ngày hôm nay vẫn không ai ra giá, thì sẽ đám tượng đầu rồng vào trong núi lửa. Ngọn núi lửa này quý vị nhìn thấy sau lưng tôi, trong 12 con giáp thì vĩnh viễn biến mất ở đó. Thưa quý ông quý bà, thời hạn đấu giá ấn định vào buổi trưa đã sắp đến rồi. Tôi vẫn đang chờ đợi bức ra giá đầu tiên. Nếu như đầu rồng vẫn đấu giá thất bại, thì công ty đem đầu rồng đi ném vào ngọn núi lửa kia. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ bức ra giá đầu tiên nào. Nhắc nhở lần thứ nhất. Lần thứ hai. Cơ hội cuối cùng. Vật phẩm này không bán được. Ông chủ, đầu rồng đã bị đưa ra khỏi khu vực đấu giá. Còn nó đi. Được rồi, đợi em, tức phát thôi. N
nó thực sự xảy ra rồi. Họ bắt đầu hành động rồi. Chúng ta nhìn thấy ba người giãn dù từ khoang máy bay. Có thể nhìn thấy rõ một trong số họ đang giữ đầu rồng. Ném rồi kìa. Công ty đã gọi lần hành động này là Phi Long Tại Thiên. Cái gì vậy? Thứ kia người giãn dù thứ tư. Qua phía kia đi, bao lên. Tỉnh lại đi. Tỉnh lại. Tỉnh dậy đi. Đi cứ quái đi. Cảm ơn. Đầu rồng đã rời cổ tay rồi và đang rơi xuống miệng núi lửa. Họ đã đến được độ cao thấp nhất để có thể bảo dù, nhưng họ vẫn chưa mở. Tình hình vô cùng nguy cấp. Vừa mới đây, chúng tôi đã chụp được ảnh người nhảy dù thứ tư, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thể xác định thân phận anh ta. Là bác sĩ? Là anh ta sao? Anh là con đại bàng không cánh. Anh đừng vâng tưởng có thể đánh bại tôi. Đừng, anh điên rồi. Nhân vật bí ẩn này đã không còn dù. Anh ta lấy được đầu rồng, nhưng sẽ thế nào?
Nó là của anh. Quỳnh đệ à, anh thật là giỏi. Dựa theo báo cáo đặc biệt của chúng tôi, đầu đảo của công ty AB, Lauren Morgan và con trai của ông ta Michael vì bị nghi cất giấu bức tranh qua hồng, vô giá bị mất trộm, nên bị bắt giữ. Tuyệt lắm! Và chúng tôi có một bản tin đặc biệt. Hôm nay có 4 vị lãnh sự nước ngoài nhận được. Các gói hàng giấu tên chứa bảo vật quốc gia bị mất. Chúng bao gồm kim bài của Jewel Baron Ai Cập, quyền truyền của nữ sao vàng Rashida. Catherine một hộp châu báu Incan có nạm một con chim ưng vàng. Và đừng quên còn con sao Ả Rập nữa. Không ai biết người gửi bí ẩn này là ai. Quá thần kỳ, phải không nào? Trong một tin tương tự, Nhật Bản vừa tuyên bố sẽ trả 5 quyển sách cổ về cho Hàn Quốc. Tuyệt lắm. Xin chào, tôi tên là Anda. Tôi thay mặt Hiệp hội Bảo tồn Cẩu Dược tặng cho anh thứ này để tỏ lòng biết ơn của chúng tôi. Cảm ơn cô rất nhiều. Không cần cảm ơn anh ta, cổ vật bị bán ra ngoài qua tay anh ta còn nhiều hơn nữa. Xem đi, giáo sư Quang cũng được thả rồi. Ngài Liu, giờ của ngài về sinh rồi. Tôi đến đi. Không quan tâm đến anh nữa. Cậu đi đi. JC. Anh thật là giỏi. Anh hẹn tôi còn nói là không gặp không về. Ghi âm điện thoại to tiếng lắm. Anh nghe đi. Cô tạm biệt. Catherine, tôi có thứ này cho cô nè. Bức bộ thu Càn Long đi săn à? Tôi bắt giết các bạn. Lấy trộm đó. Dù sao mấy ông chủ ngân hàng xem cũng không hiểu. Sau khi xa các bạn, tôi liên tục học tiếng Trung. Tuyệt lắm. Quà tặng cho bà chị đi. Màu tím hả? Màu tím à? JC thế nào rồi? À, đấy tỉnh rồi. Cô vào thăm đi. Bước bù thu Cần Long đi săn. Xem đi đâu. Chuyện của hai người, gắng sức giải quyết đi. Mẹ ơi! Hai vợ chồng 50 điểm ở bên nhau thì mới có môi trường 100 điểm cho con trưởng thành. Nếu như em bằng lòng, chúng mình bắt đầu lại lần nữa. Đi, là một bé gái. Qua xem nào. Chúc mừng. Đặt tên gì vậy? Đáng yêu quá. Thế quà. Vậy à? Thế giới hòa bình. Chị ấy là ai vậy? Cái người trong ghi âm điện thoại đó. Đi xem đi. Lại đi nào. Lại đi. Chị ấy là ai vậy? Anh ta không sao đâu. Hồi phục rất nhanh. Trong 1-2 tuần nữa có lẽ có thể xuất viện. Cảm ơn. Vừa nãy anh còn đang nghĩ. Đừng nói nữa. Đó là tin nhắn thoại của lúc trước. Bây giờ em biết anh đã làm những gì rồi. Vậy nào.
每一次做危险动作都会很怕很怕，会想很多事情，有些事可能这是我最后一个镜头，也是我人生的最后一个镜头。 We were not the same. We are never, 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 we are not the same. We will never do what he does. 机器的会听我讲话。 往回看，我会很高兴的跟我的子孙讲，这是我，这是成龙，这是 Jackie Chan，I'm so proud of myself。 在这边真的要谢谢全世界的影迷支持我这么多年而对我不离不弃，我从你们的信或者你们喜欢不喜欢我的网络上，我真的学会很多很多东西，拍了一些现在全世界人都喜欢看的片子，谢谢，我是成龙。 人生啊，本来是一场梦。
see.